lễ hội chùa hương là một lễ hội ngày tết lớn ở việt nam được tổ chức mỗi năm và thu hút rất nhiều phật tử từ nam ra bắc đến tham quan và hành hương lễ được diễn ra tại khu danh thắng chùa hương hay còn gọi là hương sơn thuộc hương sơn huyện mỹ đức thủ đô hà nội nơi đây được ví như một khu phức hợp giữa tôn giáo và văn hóa bao gồm những ngôi chùa phật giáo những ngôi đền thờ các thần long nhãn và tín ngưỡng nông nghiệp trung tâm của nơi đây là chùa hương trong động hương tích hay còn được gọi với cái tên khác là chùa trong lễ hội chùa hương diễn ra khi nào Lễ hội chùa Hương diễn ra trong khoảng thời gian dài từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch. Khai hội chính thức bắt đầu lễ hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm, ngày mở cửa rừng của người dân. Lễ hội kéo dài trong 3 tháng, nhưng thời điểm được nhiều du khách khắp đất nước đến tham quan chính là vào những ngày từ rằm tháng Giêng đến 18 tháng Chạp âm lịch. Ngoài ra, mùng 5 cũng là một trong những ngày thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan, có khoảng hơn 4 vạn du khách từ mọi miền trên đất nước đến tham quan. Nguồn gốc lịch sử lễ hội chùa Hương Nói đến nguồn gốc chùa Hương là nói đến mối quan hệ gắn kết giữa chùa Hương với tín ngưỡng dân gian thờ bà chúa Ba. Trong truyền thuyết, vào thế kỷ đầu tiên ở vùng đất này có công chúa Diệu Thiện, tục gọi là chúa Ba ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm tu hành 9 năm đắc đạo trở thành Phật đi cứu độ chúng sinh. Ngày đó cũng được xem là ngày Phật đản, được xác định là ngày 19 tháng 2 âm lịch, đây cũng là thời điểm mùa xuân vừa đến, trăm hoa đua nở. Đến tháng 3 năm 1770, năm canh dần, chúa tĩnh đô vương trịnh sâm đã có chuyến tuần du cùng quân dưới trướng đến trấn sơn nam chúa đã vào động hương tích để thắp hương vãn cảnh và chúa tĩnh đô vương trịnh sâm có để lên trên vách đá trước cửa động hương tích năm chữ nam thiên đệ nhất động đây là nơi linh địa lại được chúa ca ngợi nên trở thành đắc địa hơn trở thành chỗ dựa tinh thần của nhiều người dân để mong cầu an bình và mọi điều được suôn sẻ tốt lành ngoài ra chúa trịnh sâm cũng là một trong những người góp phần đưa vị thế động hương tích trở thành một di tích lớn đặt nền móng cho sự phát triển lễ hội chùa Hương về sau. Từ đó hàng năm du khách đến tham quan lễ hội ngày một đông hơn. Nhưng cho đến năm 1896 niên hiệu thành Thái năm thứ 8, lễ hội chùa Hương mới chính thức mở hội lớn sau ngày lễ hội khai sơn của làng Yên Vĩ, mùng 6 tháng Giêng. Ý nghĩa lễ hội chùa Hương không chỉ được biết đến như một lễ hội du xuân thông thường của vùng đất Linh Sơn Phúc Đại, mà lễ hội chùa Hương còn mang đậm nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của Bắc Bộ. Phần hội là nét giao thoa giữa văn hóa dân tộc độc đáo với vẻ đẹp thiên nhiên mùa xuân vốn có. Phần nghi lễ thể hiện đậm nét tín ngưỡng thờ cúng của một tổng thể tôn giáo Việt Nam, bao gồm cả Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo. Đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên mà còn cảm nhận được nét đẹp đoàn kết của dân tộc giữa con người ở mọi chốn Việt Nam hội tụ. Lễ hội chùa Hương còn tượng trưng cho sự dung hòa giữa thực và mơ, tiên và tục. Hiện thực là nền tảng, mơ được xem là ốt vọng trong không khí mùa xuân tươi mát, Ấm áp mà con người Việt Nam nhân ái, chức pháp đã cảm nhận và trao truyền từ thổ xa xưa. Nghi thức lễ hội chùa Hương. Phần lễ của lễ hội chùa Hương thể hiện niềm tin về tín ngưỡng tôn giáo chung ở Việt Nam bao gồm cả Phật tử và những du khách mang tín ngưỡng nho giáo, Phật giáo và đạo giáo. Lễ hội chùa Hương bắt đầu khai sơn, lễ mở cửa rừng vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Mở cửa rừng mang ý nghĩa mới, mở cửa chùa, khai lễ. Trong nghi thức dâng hương sẽ có hương, nến, đèn, hoa quả, đồ chay. Khi dâng đàn, hai ni tăng sẽ mặc áo cà sa, mang đồ lễ chạy đàn đến cúng, rồi thực hiện những động tác vô cùng độc đáo. Mặt khác, ở sảnh ngoài còn thờ các vị thần với nhiều màu sắc phong phú mang đậm chất của đạo giáo. Rất nhiều trò chơi, hoạt động văn hóa đặc sắc cũng được diễn ra tại nơi đây như trèo thuyền, hát trèo, leo núi, hát trầu văn. Ngày hội du thuyền còn mang lại một nét đẹp độc đáo của lễ hội chùa hương bởi gợi nhớ đến cội nguồn cho người đi hội. Kinh nghiệm đi chảy hội chùa hương Cách di chuyển tới chùa Hương. Để di chuyển đến chùa Hương bạn có thể lựa chọn một số phương tiện ở Hà Nội như ô tô, xe máy, xe bus. Nếu lựa chọn di chuyển bằng ô tô, bạn có thể đi theo tuyến đường cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ đến Đồng Văn, tiếp tục đi đến quốc lộ 38 qua chợ dầu để đến được chùa Hương. Nếu di chuyển bằng phương tiện xe máy, bạn có thể đi từ đường Nguyễn Trãi, đi thẳng đến Hà Đông, đến ngã ba Ba La rẽ trái sang Vân Đình và đi tiếp 40 km đến Tế Tiêu rồi rẽ trái và hỏi người dân đường đến chùa Hương. Một lưu ý rằng bạn cần phải mang đầy đủ giấy tờ và có thể sử dụng Google Maps để có thể theo dõi hành trình và di chuyển dễ dàng hơn. Di chuyển bằng xe bus sẽ có các tuyến đến với chùa Hương Như. Tuyến xe buýt 211, bến xe Yên Nghĩa đi Tế Tiêu. Tuyến xe buýt 78, bến xe Mỹ Đình đi Tế Tiêu. Tuyến xe buýt 75, bến xe Yên Nghĩa đi Tế Tiêu. Giá vé thắng cảnh, vé đỏ và cáp treo chùa Hương. Giá vé tham quan thắng cảnh, khoảng 80.000 đồng trên người, giá vé bao gồm vé vào chùa Hương áp dụng cho du khách tham quan 21 địa điểm di tích tại chùa. Vé đỏ chùa Hương, khoảng 50.000 đồng trên người. Đây là giá vé khứ hồi áp dụng cho tuyến tham quan đền trình chùa Thiên chủ động Hương Tích. Riêng đối với tuyến Tuyết Sơn, Long Vân thì giá vé đỏ, thuyền là khoảng 35.000 đồng trên người. Giá vé cáp treo đến chùa Hương có khứ hồi, khoảng 220.000 đồng trên người cho giá vé người lớn và 150.000 đồng trên người đối với vé trẻ em. Giá vé cáp treo một chiều, khoảng 150.000 đồng trên người cho giá vé người lớn và 100.000 đồng trên người đối với vé trẻ em. Các tuyến tham quan chùa Hương Một số tuyến tham quan chùa Hương mà bạn cần phải đi qua trong hành trình chảy hội của mình được kể đến như Tuyến tham quan trung tâm quần thể chùa Hương, Hương Tích, bao gồm Đền Trình, Chùa Thiên Trù, Động Tiên Sơn, Chùa Giải Oan, Đền Trần Song, Động Hương Tích và cuối cùng là Chùa Hình Bồng. Đây là hành trình tham quan được nhiều du khách lựa chọn nhất bởi họ có thể đi hết được những ngôi chùa chính và thiêng liêng nhất tại chùa Hương. Tuyến Thanh Sơn, Hương Đài có lộ trình, chùa Thanh Sơn, động Hương Đài, chùa Vân Động Long Vân, chùa Cây Khế. Tuyến Tuyết Sơn với lộ trình từ đền trình, chùa Tuyết Sơn, chùa Bảo Đài, động Ngọc Long và điểm đến cuối cùng là chùa Cá. Lưu ý